Kính thưa quý vị, Nguyễn Nam xin trân trọng chào quý vị. Tết is coming, mùa Tết đang đến thưa quý vị. Và chúng ta bắt đầu cái chương trình live rai về Tết. Thì đây là một trong chương trình khởi điểm cho một loạt các bài vở chúng ta trên chương trình nói chuyện về Tết. Xin chúc Tết quý vị một năm mới bình an thịnh vượng. Đặc biệt trong mùa lễ, trong mùa dịch bệnh này, thì chúng tôi chúc quý vị đừng có bị bệnh. Đó là quan trọng nhất thưa quý vị. Để chúng ta, quý vị có dịp thưa chuyện quý vị, quý vị có thể nghe tâm sự chúng tôi và trao đổi chúng tôi. Rất là cảm ơn quý vị. Và ngày hôm nay thì có hai gương mặt mà không biết nên giới thiệu hay không, mà thôi giới thiệu lần nữa. Tại vì quý vị cũng quen với gương mặt này rồi. Đó là đầu tiên là cô Hạnh Giao, Nguyễn Lê Hạnh Giao. Bật mí chút xíu thôi, đây là một trong người Nam Quyết đầu tiên khi đến Mỹ cách đây trên 30 năm, gần 40 năm thì năm qua Mỹ và làm việc đầu tiên là làm trong tòa soạn, mà cái tòa soạn nó ngay sát nách với cái văn phòng của chị Hạnh Giao, phòng thương mại lúc đó, cho chúng tôi là người hàng xóm từ rất lâu năm thưa quý vị. Và bây giờ chị Hạnh Giao đang làm công việc là có thể là giám đốc điều hành cho văn phòng nghị viên của Ortiz. Và mời cô Hạnh Giao có thể chào quý vị. Dạ. Trước tiên cảm ơn anh Nam. Kính thưa quý vị, một lần nữa anh Nam cho Hạnh Giao những cái lời nói rất là ấm áp, Hạnh Giao rất là hân hạnh và được gặp lại một lần nữa tất cả quý vị thính giả, khán thính giả của Cali Today. Và xin được kính chúc quý vị khi mùa lễ Giáng sinh cũng như là đầu năm 2023 tới đây vạn sự tốt lành và thật nhiều sức khỏe như anh Nguyễn Xuân Nam vừa trình bày. Xin cảm ơn. Trên đời có hai thứ, rượu, cũ và bản cũ là những thứ quý. Tối hôm qua tôi, ông Ortiz và cô Hạnh Giao có đến nhà cô Karen Martinez trong cái chức mà ủy viên giáo dục của hệ thống trường đại học Evergreen và San Jose City College, thì cô mời tôi đi rượu. Trên 4 năm bị bệnh tôi không uống rượu, nhưng mà khi mà chị nói cái ly rượu này trên 100 năm đúng, vì thì tôi cầm ly rượu đó nhấp một cách rất là sung sướng thưa quý vị, vừa hưởng được cái tình bạn của cô Marin, cô Karen Martinez, và vừa được hưởng cái rượu trên 100 năm. Trời, đã không dịch được không? Dạ. So first of all, he would like to wish the community happy new year, especially don't get sick. And second of all, he mentioned about our working relationship. I was one of his first friends in America. When his office was next door to our office, the Vietnamese Chamber. So more than 30 years. Oh, great. Yes. So secondly, he was saying that yesterday was a very special moment for him because he was able to witness Karen Martinez swearing in ceremony, and then also he was offered a drink. For 4 years he hasn't touched any wine because of the situation, the health issue. But yesterday he did it because the bottle was 100 years of the city of San Jose, so he had to do it. And he said, oh, it's wonderful. Thì chúng ta thấy các bạn cũ, bạn hiền của bạn hiền, và rượu cũ, rượu lâu năm một thế kỷ thưa quý vị, nó khiến chúng tôi mà hơi bị choáng, không phải bởi men rượu và bởi vì tình cảm. Đúng. Và trong buổi tiệc hôm đó chúng tôi cũng gặp người bạn rất là mới, khoảng một năm less than a year và cũng trở thành một người bạn cách bắt đầu càng thân dần. Và bây giờ anh là nghị viên của thành phố San Jose ở khu vực 5. Nhưng cái điều tôi rất là quý người bạn này, ông tên là Peter Ortiz, tuy năm mới dưới một năm, nhưng mà cái tấm lòng phục vụ anh với cộng đồng rất lớn. Trong khi đi vận động tranh cử, khu vực 5 là khu vực không phải đông người Việt nhất ở tại San Jose, đứng thứ 2, thứ 3 thôi, nhưng mà anh đi đâu cũng vác cái cờ Việt Nam Cộng Hòa đi theo. Và ngay anh nói với tôi là trong cái lúc mà anh xem làm việc ở lầu 18 thành phố San Jose, thì văn phòng anh có một cái lễ chào cờ và có cái cờ vàng trên đó. Và
Thứ ba nữa là anh sẽ hết lòng phục vụ cho người Việt. Và chúng tôi biết đầu tiên là anh đã mời cô Nguyễn Lê Hạnh Giao làm giám đốc điều hành cho ông ta, đều cho thấy rằng cái commitment với cộng đồng Việt Nam rất là lớn. Cho những đồng bào quận 5 có những vấn đề khiêu, có những vấn đề khó khăn, có những vấn đề băn khoăn, có những vấn đề muốn thưa chuyện nguồn chính quyền và nhờ giúp đỡ, đừng ngại, cứ gọi vô văn phòng chị Hành Giao hoặc là ông Otis, quý vị sẽ được giúp đỡ. Nếu trường hợp quý vị đó không liên lạc được, đừng ngại gọi về Cali Today, chúng tôi sẽ làm chiếc cầu nối dài cho quý vị. Và cái người bạn đó chúng tôi xin giới thiệu lần nữa là ông Otis, Peter Otis, là nghị viên quận 5. Xin mời ông có thể chào quý vị. First of all, let me translate for Peter. Kính thưa quý vị, cho phép chúng ta được thông dịch. So Nam was saying that in our country we have a proverb, old friend and old wine. Oh. Right. So yesterday he was able to meet with an old friend, Karen Martinez, right? And you is the new friend, less than a year, but he feels very connected with you because of your heart. Thank you. Yeah. And that he was impressed that when you went to the Vietnamese event, event, you always carry with you the freedom flag. And that you promise him that in your office you will have, actually we already trying to find the pole rank, the poster for the three flags, and that you know you have a celebration to give respect to the Vietnamese flag, the freedom flag. You can have a donation of that flag and include in the pole from my office. We have really? It right here. Really? We have it right here. You wonderful. Can take that one to your office. Oh, thank you. Wonderful. Yeah, I will find another one. Oh, thank wonderful. You. Yeah. Yes. Thank you so much. We were searching on Amazon and everything. Too tough for a woman. So, please introduce yourself. Oh, okay. Xin chào quý vị. Tôi là Peter Ortiz. Hello, everyone. My name is Peter Ortiz, and I'm council member elect for District 5 East San Jose. It's a distinct honor to be invited back to Cali today by my good friend Nam. And I'm really proud to be joined by my very close advisor, my director of community affairs, H.G. Nguyen. Thank you. Trời, đặt thông dịch không? Xin phép anh. So, kính thưa quý vị, tân nghị viên Peter Ortiz của khu vực 5 xin gửi lời chúc mừng đến tất cả quý vị ngày đầu năm, coi như là mùa lễ Giáng sinh và ngày đầu năm. Và cũng xin được cảm ơn cái sự hỗ trợ tận tình của quý vị để Peter có được cái chức vụ ngày hôm nay. Và cũng cảm thấy rất là, anh Peter cảm thấy rất là vinh dự và hãnh diện được gặp lại quý vị khán thính giả của Cali Today ngày hôm nay. Bên cạnh anh là một người bạn mà anh vừa biết được dưới một năm nhưng mà cũng rất là thân, đó là anh Nguyễn Xuân Nam. Và cá nhân chúng tôi thì như anh vừa trình bày là sẽ cộng tác với lại văn phòng của tân nghị viên Peter Ortiz. Thưa quý vị, trong những giây phút này cuối năm á, là giây phút nó rất là quan trọng, bởi ta kết thúc một năm, nhưng cái quan trọng hơn á, là ta mở đầu năm mới, đón năm mới qua dịp Tết. Thưa quý vị, cái dịp Tết đó là gì? Để nhìn lại năm cũ và hy vọng năm mới. Và trong cái người Mỹ nó có một cái là cái nó gọi chữ gì chị Anh Giao, là quyết tâm cho năm mới đó. A resolution. Một cái resolution cho New Year. Thì chúng ta đều và những lời cầu nguyện cho nhau trong mùa năm mới. Quý vị đang nghe chúng tôi tiếp chuyện với ông Ortiz, nghị viên quận 5 của thành phố San Jose. Và ông đang nói chuyện về cái Tết của chúng ta. Thì cái Tết là ngày lễ thiêng liêng nhất của cộng đồng Việt Nam, dù trong nước hay hải ngoại, dù là 4.000 năm, 2.000 năm, 1.000 năm và cho tới bây giờ, Tết là ngày lễ thiêng liêng nhất. Chúng ta dành những ước nguyện, dành những cái điều tốt đẹp, dành những chương trình, và tôi biết được ông có một chương trình khá tốt đẹp. Và chúng tôi sẽ, thưa quý vị,
hiện nay vẫn đang tiếp tục buổi chương trình là cái một buổi phở trên lầu 18 là cái văn phòng các nghị viên và thị trưởng thành phố San Jose, và tôi đang vận động ông thị trưởng cho phép để chơi một cái đoàn mà múa trống. Oh wow. Nên là cái đoàn múa trống lớn nhất của hải ngoại. Và chơi rất quy mô. Wow. Và ông thị trưởng sẽ mặc áo dài Việt Nam, mời quý vị ăn phở. Và trong cái buổi tiệc đó, chúng ta sẽ có sự xuất hiện trên lầu 18 những lá cờ vàng. Yes. Thì cho đến giờ này, chúng ta thấy là điều gì? Trên lầu 18 hiện nay, chúng ta thấy có xuất hiện được 3 lá cờ vàng. Yes. Một lá cờ của văn phòng thị trưởng thành phố San Jose, ông Matt Mohin. Một liếc lá cờ vàng thứ hai xuất hiện ở tại ông phòng của ông biên đoàn nghị viên quận 7. Yes. Và chiếc lá cờ vàng thứ ba sẽ xuất hiện ở văn phòng của ông Otis ở quận 5. Và như đáp ứng lời kêu gọi quý vị là chúng ta yểm trợ những ứng cử viên người ủng hộ người Việt quốc gia. Và ông Otis là một người làm tôi xúc động nhiều, và tình thân giữa tôi và ông càng ngày càng gắn hơn, bởi vì ông trân quý điều tôi trân quý, ông trân quý điều hành giao trân quý, ông trân quý điều cộng đồng trân quý, đó là cờ vàng. Thì bây giờ chúng tôi sẽ thông báo trực tiếp ngày giờ buổi tiệc phở trên lầu 18 để mời quý vị đến tham dự. Có những búa trống, búa lân và nhiều chương trình thú vị lắm. Nhưng riêng ông Ortiz có thêm một số chương trình về Tết, và đó là lý do tại sao tôi mời ông và cô Hạnh Giao đến đây để tư truyền cùng quý vị ngày hôm nay. So Nam was saying that first of all, he would like to remind everybody that this is the kind of like the last moments of this year, mm-hmm. beginning of the new year. And mm-hmm. usually during this time, we reflect what we have done in 2022, mm. and we start preparing the resolutions mm. for 2023. Yes, right? Yes, yes. He would like to talking about the future. Mm-hmm. Then he would like to mention about the pho mm-hmm. event on 18th floor. Yes, that Mayor Elect Matt Mahan will wear Vietnamese áo dài, oh, and good. That he would like to tell his audience and viewers that on the 18th floor we will have 3 freedom flags in 3 mm. offices, the mayor, your office, yes. and also Binh Đoàn's office. That's great. Yeah, and for the he's trying to working with the mayor's office to have a special Vietnamese traditional musical performance. Oh, yeah. In on district on the 18th floor. Wonderful. Yeah, we'll see if it will be able to mm-hmm. you know realize. That's and great. Then, yeah, he said, we offer that, but we need an acceptance. Yes, yes, and also he was mentioning that even though he knew you in a short time, but he appreciate all of the things that you. Have done and trying to do for our community, mm-hmm. especially you value and you mm-hmm. respect the same thing that our community respect. Absolutely. He respect myself too, and that is the freedom flag. Yes, so absolutely. Thank you. He would like to give you the chance to introduce about the event on the Vietnamese Day. Wonderful. Yeah, because it's very important to our community. Có thể ông ta đã cảm ơn quý vị, cho nên chúng tôi nghĩ cũng không có bắt ông ta phải cảm ơn lần nữa, vì để dành thời gian để phục vụ quý vị tốt hơn. Đúng rồi. Thì bây giờ thế này, cái Tết là ngày mở đầu một năm mới, ta kêu là nó một năm mà hanh thông không là sự kiện Tết. Tết mà chúng ta khởi đầu bằng một năm mà chúng ta trân trọng lá cờ vàng và trân trọng cộng đồng và trân trọng truyền thống duy thống dân tộc, thì một năm cái lễ nghi của Việt Nam đang chảy nhẹ nhàng vào trong hội đồng thành phố. Vì một trong những lễ nghi đầu tiên là cái chúng ta sẽ nghe ông ta nói Tết năm nay ông làm cái gì cho cái tại thành phố, xin mời ông. Yeah. So what are we going to do? What are you going to do for the Tết
the new year. Yes, wonderful. So thank you, Nam, for this wonderful opportunity to share this exciting news with your many watchers and followers and with the greater Vietnamese American community. So I'm really proud to share that our team has already started getting ready for our official business. And one of our first events that we want to do in commemoration and celebration of the Vietnamese American community and tradition is the hosting of the Vietnamese Freedom Flag Raising Ceremony, as well as the Tet Celebration. You know, and this will be held at San Jose City Hall. The event will be taking place on January 25th in City Hall, in front of City Hall, which is at 200 East Santa Clara Street. And the event will begin at 10 a.m. Vâng, kính thưa quý vị, anh Nam vừa trình bày là anh Peter Ortiz thì đã cảm ơn quý vị nhiều lần rồi, và ngay từ lúc đầu Thành Thao cũng cùng với anh Peter cảm ơn sự hỗ trợ của quý vị. Bây giờ đi thẳng vào vấn đề là văn phòng của tân nghị viên Peter Ortiz tuy là chưa bắt đầu nhưng mà chúng tôi đã làm việc rồi. Chưa có được nhận chức, mùng 3 tháng 1 mới được nhận chức. Nhưng nếu không làm việc trước á, thì không thể nào thành công được trong cái vấn đề mà tổ chức lễ Tết của mình. Và anh Peter hiểu là Tết Việt Nam rất là quan trọng cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt, cho nên là đã làm việc với thành phố San Jose và đã giữ được chỗ. Chúng ta sẽ có cái buổi mà gọi là làm lễ thượng kỳ ở ngay trước tiền đình thành phố San Jose, vì anh biết là đối với cộng đồng của chúng ta, cái lá cờ tự do rất là quan trọng, lá cờ vàng ba sọc đỏ, cho nên là sẽ làm cái nghi thức là vào ngày 25 tháng 1, vì mình cũng muốn các hội đoàn khác có cơ hội làm trước, mình nhường hết và mình sẽ làm vào cái ngày mùng 4 Tết, là mình sẽ kéo cờ thượng kỳ, cờ Việt Nam, và sẽ ở đó 7 days on the, you know, the flag. And then sau cái lúc mà chào làm lễ thượng kỳ rồi thì như thường lệ chúng ta cũng có một cái bữa tiệc mừng Tết, thì sẽ mời tất cả quý vị vào trong cái rotunda. Thì trong đó hy vọng là sẽ có karaoke để, như mọi năm, để quý vị lên ca hát, nếu mà có thêm được cái ban nhạc cổ truyền của bên phía anh Nguyễn Xuân Nam mà có thể đến được. Mà ban trống cổ truyền. Ban trống cổ truyền, nếu các anh các chị có thể đến được vào cái ngày trong tuần, tức là ngày thứ tư 25 tháng 1 năm 2023 lúc 10 giờ sáng là bắt đầu. Dạ. Thì sẽ là một cái ngày mà như anh Nam nói đó, khởi sự đầu năm thật là cát tường. Yeah. Dạ. Wonderful. It truly is a distinct pleasure for myself and our office to host and help plan this amazing celebration to honor the Vietnamese American community. When I first joined this program, Cali Today, I made a commitment to Nam and a commitment to all your watchers that I will celebrate and help boost the recognition of the Vietnamese American community. And this is my first step in making sure that I hold that commitment to the 33% of Vietnamese American voters in District 5, and really the Vietnamese American voters across the city of San Jose. And I'm really excited to reach out to both Councilmember elect Bien Dong and Mayor elect Matt Mahan to co-host this event, and they so graciously have agreed. And once we enter the new year, I'm sure that we're going to build relationships with other council members who will in turn invest in this great celebration for the community. Thưa quý vị, là anh Peter Ortiz vừa mới trình bày đến với quý vị là khi mà được làm quen với lại Cali Today thì ngay từ lúc đầu là anh đã hứa cùng với anh Nam cũng như là quý vị của Cali Today là anh sẽ phục vụ cộng đồng người Mỹ gốc Việt tối đa, và nhất là để làm bừng sáng lên cái sự đóng góp tích cực của cộng đồng chúng ta trong thành phố San Jose nói chung và trong khu vực 5 nói riêng. Thì đây là cái bước khởi đầu và cũng là một cái buổi tiệc tổ chức đầu tiên của văn phòng của anh Peter Ortiz khu vực 5 mà đã là phục vụ cộng đồng của chúng ta, chưa có hề làm những cái gì khác hết. Cái đầu tiên là cho người Mỹ gốc Việt, đó là Tết của chúng ta, phải không ạ?
và lễ thượng kỳ ngay tại tiền đình tòa thị chính. Và cái thứ nhì là anh cũng nói là trong những cái ngày tháng mà vừa rồi đó anh, thì anh Peter Ortiz đã có liên lạc với văn phòng của tân thị trưởng cũng như là tân nghị viên khu vực 7 là để liên kết với nhau, làm việc với nhau trong tương lai cũng như là trong cái buổi Tết này. Thì văn phòng của anh Peter Ortiz đã liên lạc được với lại văn phòng của tân thị trưởng thành phố San Jose và tân nghị viên khu vực 7 là cùng hợp tác để mà co-host với lại văn phòng khu vực 7 là anh Peter Ortiz để mang lại cái sự đoàn kết cho cộng đồng chúng ta và để trình với quý vị là đó là những cái công việc khởi sự liền lập tức là phải làm việc để phục vụ khu vực 5, nhất là cử tri trong khu vực 5 lên tới 33%. Cho nên anh muốn là người Mỹ gốc Việt phải được người ta chú ý hơn và không phải chỉ trong khu vực 5 mà cả thành phố San Jose. You make me moving. Huh? You make me moving. Oh. Yeah. Thank you. Ok. Cái ngày giờ mà chị Hạnh, mà chị Hạnh Giao nói lại lần nữa ngày dạ, giờ vâng mấy? Thưa quý vị, nó sẽ là ngày thứ tư 25 tháng Giêng năm 2023 lúc 10 giờ sáng ở tiền đình tòa thị chính San Jose. Kính thưa quý vị. Như vậy là 25 tháng Giêng 2023 10 giờ sáng. Dạ đúng ạ. Ok. Thứ mấy gì? Dạ đó là thứ tư ạ. Dạ. Nam sẽ remind quý vị trước đó một vài ngày để mời quý vị đến tham dự thật đông. Đó là một cái lễ mà Nam có commitment sẽ đến. Thưa quý vị, bởi vì chúng ta biết rằng những ngày lễ như vậy đánh dấu một cái sự mà lớn mạnh của cộng đồng Việt Nam chúng ta và chúng ta phải thúc đẩy nó đi phát triển tiếp, không phải chỉ một nghị viên ở khu vực 5 mở đầu mà chúng ta có thúc đẩy các nghị viên khác để cùng có những hoạt động như vậy cho cộng đồng Việt Nam chúng ta. Không ai cho chúng ta quyền lực của sức mạnh, chỉ có chúng ta mới tự cho mình quyền lực của sức mạnh. Cho sự có mặt quý vị là một viên gạch rất là quan trọng đóng góp với lâu đài quyền lực của cộng đồng người Việt tại xã Công Ghe. Cho nên chúng ta có thể không còn sống ở trên thần trang này nhiều, nhưng con mình rồi cháu mình chúng ta không muốn mất cái viên gạch đó, tòa nhà đó. Thưa quý vị, cho nên chúng tôi mời quý vị cùng chúng tôi đến vào ngày 25 tháng Giêng năm 2023 là vào lúc 10 giờ sáng tại quận hạt Santa Clara, 200 đường gì? East Santa Clara Street. East Santa Clara Street, thưa quý vị. Đó. Và có thêm chút xíu nữa, có thể nói cái lễ thường kỳ đó. Dạ. Mình sẽ làm như thế nào? Dạ vâng. So, cho anh ta translate một chút dạ, để cho anh biết chuyện. Dạ. So, he was mentioning that this is a great stepping stone for our community. And thank you so much for your dedication. And that it will mark the first great step to work together and do something good for our community in general, the community at large. And so because of that, he is saying that he is committed to be there. So thank you. He would like to invite he would like to invite all the viewers to join him, to come, to show support. Yes, that'd be and great. And also to show, you know, our existence, because that's the best way to meet one and each other. And then he was saying that from now on he will remind people about that day to come. Okay. And we talk about, I know that you have, you serve lunch to the people. Yes. Okay, it's good. You can stop by, enjoy the ceremony and watching the raising flag. Yes. And then you will be treating a good, you know, lunch, including, you know, Vietnamese lunch. Yes, yes. It's very, 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 very memorable. Và nó rất là một buổi mà quý vị có thể mà trong suốt những năm sống ở San Jose có lẽ chưa có cái event nào như vậy ở lầu 18 ở tiền đình của hạt Santa Clara. Cho nên nếu chúng ta không đến hay là vì lý do nào đó chúng ta không có mặt không, hay là có mặt ít đó, ta cho thấy rằng cái quyền lực của cộng đồng người Việt mình bị giảm. Và chúng ta không có hợp tác với chính quyền để mà build up cái sức mạnh cộng đồng người Việt.
cái đó là cái thiệt thòi lắm, thưa quý vị. Tôi nghĩ ngày đó quý vị đi làm ăn có thể có tiền lời, nhưng không quan trọng, mà cái lời lớn nhất là cái lời chính trị và sự quan tâm chính quyền đối với con cái dân của mình. Và trong đó mình có trăm tuổi thì con cái mới vẫn ở lại. Cho nên Nam rất là tha thiết, gọi là xin nữa, không phải tha thiết không, xin quý vị dành ít thời gian để cùng gặp mặt với chúng tôi. Không có lý do gì từ chối, thưa quý vị. Không có lý do để từ chối. Chúng tôi nghĩ như vậy bởi vì sao? Chúng ta không những làm cho mình và làm cho thế hệ buông thế hệ về sau cho cộng đồng người Việt. Do vậy không có lý do nào chúng ta vắng mặt. Và đó là lý do mà chúng tôi sẽ đem quân tôm đứng cá để quay phim, quay hình và sẽ tường trình buổi tiệc đó đến tất cả đồng hương chúng ta. Một lần nữa, quý vị Nam xin trân trọng kính mời quý vị đến tham dự. Cho phép anh ta nói thêm một chút nhé anh. Yeah, yeah. So we were talking about the event in details, but I'd like to add in Vietnamese. Oh, yeah, yes. Yeah. Thưa quý vị, là anh Nam nói rất là đúng, là đây là cái cơ hội mà anh Nam biết không, sau 3 năm rồi, for 3 years, we didn't have that celebration at City Hall because of the COVID. COVID, cho nên chúng ta không tổ chức được đúng như ý. Cái thứ nhì nữa là chúng ta không có người đại diện chúng ta để mà đứng ra quán xuyến. We didn't have a representation to, you know, a council member to champion that event. But we are lucky that this time Peter already championed it. Xin lỗi, anh Peter đã đứng ra là phất cờ để mà lo phục vụ quý vị. Vì nếu không làm từ bây giờ đó, mùng 3 tháng 1 mới nhận việc là không đủ thời gian. Anh thấy không? Mùng 3 mà 25 nó có đủ thời gian đó, cho nên là phải làm việc từ bây giờ, là đã săn tay áo lên làm việc không lương. Mà nếu quý vị không đến tham dự thì đúng như anh Nam nói, rất là tiếc. Nhưng mà trong quá khứ thì tao thấy quý vị đến rất là đông. Chỉ kính xin là từ tất cả các hội đoàn trong cộng đồng của chúng ta, nếu không được đi hết tất cả mọi người thì cũng phải cử đại diện từ các quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đây là cơ hội để chúng ta gặp gỡ nhau, và xin quý vị liên lạc với chúng tôi để chúng tôi xếp đặt từng quý vị lên để chúc Tết đầu năm, mỗi người 2 phút. Và như vậy mang đến cái sự mà hiểu biết thêm cho những người bạn của chúng ta trong Hội đồng thành phố San Jose, và đồng thời để nói lên cái sự quan tâm của chúng ta về cái ngày lễ Tết. Thì như vậy trong những năm tới, những văn phòng kế tiếp có thể đứng lên làm. This, I was saying that in the future, maybe council member elect biên đoàn can also, you know, champion it. We can rotate, right? This time because anh ta xin thưa là bởi vì á, tại sao mà anh ta phải nhảy ra liền đó, là tại vì anh ta biết cả ba ông này của nhà ta đó đều là lính mới hết, mới thiện. Đúng không? Thành ra những cái thủ tục giấy tờ nó rất là first term ấy. Mà nó rất là detail, cho nên nếu mà mình không nhảy ra làm liền nó không làm được. Không làm kịp. Thành ra bên phía này rất là may là when I mention it to you, you embrace the idea right away, right? Yes. And you give me the carte blanche. Và thật lòng mà nói khi mà tao đề nghị với lại anh Peter đó, anh nói go ahead, let's do it for the community. And then anh để cho anh ta toàn quyền quyết định. He gave me the carte blanche. So I run, you know. And then I knew that bên văn phòng của anh Biên đó, người mới không biết được. You know, too new, nobody would do it. Yeah. Be able to do it. I just want to say, in the future, I'm more than happy to follow Councilmember Biên Doan's lead in making sure that this event is a success for the community. Yes. Cái điều này sau khi chuyện giao và ông Ortiz nói đó, Nam quận nhưng có ý nghĩa chạy ra. Lúc khi Nam bước chân đến Mỹ, một cái bài diễn văn cùng nhân vật người da đen, ông Martin Luther King, Nam nghe bài diễn văn đó, lúc đó tiếng Mỹ chưa giỏi, nhưng bây giờ giỏi mà giỏi để biết, để nói, chứ không phải giỏi để nói, nó nghe. Nhưng mà mình có ráng để nghe, và bài diễn văn nó gây tôi khóc. Trong cái bài diễn văn của I Have a Dream thì thưa quý vị, chúng tôi có một giấc mơ. Cái giấc mơ đó là gì? Giấc mơ của người da đen bình đẳng người da trắng. Giấc mơ đó là gì? Nhân quyền và tự do và tôn trọng phẩm chất của con người.
con người, giá trị con người ở cái phẩm chất của nó, chứ không phải ở màu da. Và nước Mỹ hoàng hoại từng bước tiến lên để thực hiện giấc mơ đó. Ngày hôm nay nước Mỹ động nước tự do và được người da đen được tôn trọng, người da vàng được tôn trọng. Và trong chừng mực nào đó, có những lúc tôi hơi buồn bởi vì cộng đồng người Việt chưa thực sự có chỗ đứng tại sao mọi người. Chúng ta chiến đấu một cái kinh khủng, chúng ta chiến đấu không ngừng nghỉ trong 4 năm vừa qua để chúng ta có được một binh đoàn đầu tiên. Và chúng ta không dừng lại đây, ta chiến đấu nữa. Và cái sức mạnh đáp phiếu người Việt và sức mạnh có mặt người Việt khiến cho San Jose thay đổi cái sự suy nghĩ. Thưa quý vị, những buổi họp mặt của thị trưởng, của các nghị viên, tôi được giấy mời. Rồi bây giờ chúng ta thấy họ tổ chức cái lễ thường kỳ tại thành phố San Jose. Họ tổ chức buổi gặp gỡ cộng đồng Việt tại thành phố San Jose lần đầu tiên trong nhiều năm, thưa quý vị. Phải thấy như vậy để thấy rằng cái lễ này được cực kỳ quan trọng. Và tôi quyết định là bằng bất cứ mọi giá, dù bằng cách mấy, tôi sẽ có mặt là vậy. Và bỗng nhiên tôi nhớ lại cái buổi ngày hôm đó tôi chỉ xin trong nhiều ca khúc, đương nhiên có quốc kỳ, quốc ca Việt Nam Cộng Hòa, nhưng có một ca khúc mà nếu chúng ta chơi được ngày hôm đó là I Have a Dream, thì nó là so beautiful. Và vì sao thưa quý vị? Người Mỹ da đen có giấc mơ được bình đẳng, giấc mơ được tôn trọng, giấc mơ được thành đạt. Và người Việt chúng ta cũng có giấc mơ như vậy. Và thưa quý vị, ngày hôm đó là cái ngày đăng quang, không phải của biên đoàn hay của Otis hay của Mark Mohin không, mà ngày đó là ngày đăng quang của Việt Nam. Cờ Việt Nam được hất lên, nhạc quốc ca Việt Nam được nổi lên, món ăn Việt Nam được phục vụ, nhưng tà áo dài Việt Nam đi khắp nơi đủ màu sắc trong khu vực đó. Và tôi ước mơ một em nữa là gì, để chào mừng cái ngày đó ta lũ lượt đến đó, giống như chúng ta ngày mà biểu tình mấy chục ngàn người chúng ta kéo đến, thưa quý vị, để một cái ngày đó chúng ta ngầm hiểu nhau, ngày show up cái sức mạnh cộng đồng Việt, cái ngày biểu diễn sức mạnh cộng đồng Việt. Nếu mà ông Ortiz, bạn của chúng ta, mà nhìn thấy 5-7 ngàn người có mặt ở đó, tôi tin chắc là ông sẽ vừa đi chạy đi kiếm cơm về phục vụ, chạy kiếm nước phục vụ, nhưng mà ông sẽ rất là vui. Ông sẽ rất là vui. Quý vị có nhận lời của Trung Nam Hạnh Giao không, của Ortiz không, là cùng có mặt ngày 25 tháng Giêng 2023 lúc 10 giờ sáng tại tòa thị chính thành phố San Jose, để chúng ta tạm gọi ngày đó là ngày Việt Nam đi. Yes. Tạm gọi nó một cái ngày, không phải ngày đăng quang mấy hôm nay. Yes, không. Mà ngày Việt ngày Nam. Tết mà. Dạ. Đó ngày Tết Việt Nam. Ngày Việt Nam. Dạ. Và biết lâu này, sau này từ tiền lệ này ta phải vô một step, mà có thể là ông Ortiz là làm luôn. Dạ. Là mỗi năm chọn ngày Việt Nam. Ok. Sounds good. Let me translate. Okay. Yeah. I like the synergy. Yeah, a lot of energy. So, yes, yeah. He was saying that, you know, when he first came here, one of the first speeches that touched him was "I Have a Dream." Oh. Yeah, from Martin Luther King. Mm-hmm. Right? So he was saying that this is also like, I have a dream for the Vietnamese community. Mm. Yes, because, you know, they fight for freedom, for everything, human rights, and so dignity, the same also. Dignity, respect, and so the same for the Vietnamese community. Mm-hmm. So he was saying that since you made the beginning of something beautiful, mm-hmm. like the flag raising mm-hmm. ceremony, so maybe each year you can. Your office, you can choose a day calling the Vietnam Day. Oh, yes. Yeah. Yes. That'll be good. We serve food, we have a fair, yes. food fair, and music,
and dance and public dance and fashion and celebration and honor the best Vietnamese people in the community, and you give the work to them. Sounds and the beautiful. City give a work to them, and we enjoy the whole day from the morning outside. To the evening. That sounds it's good. Vietnam Day. Sounds good. Yeah. Okay. It's maybe the first day in the community for the whole country. Yeah. Vietnam yeah. Day. You start something new, fresh, and record breaking. Let's do it. Yes. We could put a committee together to lead it. Yes. Vietnam Day. But như vậy là các cô cần phải thông dịch không ạ? Anh Nam mình nói hết rồi nha. Nhưng mà có một cái nữa mà anh Peter sẽ trình bày đến với anh Nam và quý vị, đó là you know you have another project that very urgent. Yes. Yes. No. And thank you. Just closing out on the TAP Festival and the Freedom Flag Raising Ceremony. I truly believe this is going to be an opportunity to bring all of our community together, to cultivate relationships, especially myself and the Vietnamese community in District 5. So I'm looking forward to seeing all of you there, and hopefully you can attend. I'd also like to share another one of my priorities that I'm looking forward to get started on. Actually, myself and Han Yao have already begun initial discussions in regards to the plan, and that is the planning of, the sponsoring, and implementation of a Vietnamese cultural mural in District 5, right? And this is an opportunity to really celebrate, highlight the many beautiful pieces of the Vietnamese culture, to build pride in Vietnamese heritage within District 5. This would be the first Vietnamese community mural in the city of San Jose. We want to make sure that it is community led. And in order to do that, we want to make sure that we're welcoming all the input from the community. So please, if you have ideas, if you have suggestions, reach out to our office. We're going to be, you know, sharing our phone number and email once we enter into office in the new year. So please do not hesitate to reach out. We're also going to be establishing a committee of Vietnamese leaders from District 5 who have, or throughout San Jose, who have knowledge about the culture and significance of Vietnamese heritage, both from Vietnam and here in the Bay Area. But it's something I'm really excited to do. I'm looking forward to partnering with you and to make it a reality. Thank you. Well, what is the project, cost project? We haven't touched on that part, but we will discuss once we have a committee. Yeah. Yeah. We'll have to get sponsors and things like that. We will have we'll you let one you. Hand. Yeah. Oh, thank wonderful. You. Thank you. Thank you. Kính thưa quý vị, như là tân nghị viên Peter Ortiz vừa trình bày với quý vị, là một trong những cái điều mà quan trọng nữa mà anh muốn thực hiện liền đó, như đã hứa với quý vị khi ra tranh cử đó, thì anh Peter Ortiz nói là đó là cái bức tường mà vẽ lên những cái sự đóng góp của cộng đồng chúng ta trong khu vực 5, và anh sẽ có một cái ủy ban để mà lo làm cái mural, làm cái bức tường đó. Cái mà tao cảm động đó anh Nam, là anh Peter Ortiz thường tâm sự với anh ta là ê bà, sao mình đi ở trong khu vực 5 á, toàn là murals mà không có của Vietnamese. You mentioned to me there are a lot of murals in District 5, but not Vietnamese. Thành cái đó làm cho anh ta cảm động lắm. Và chính vì vậy mà anh ta muốn có được một cái bức tường nói về cái cộng đồng của mình, và nói về cái văn hóa, nói về cái truyền thống của người Việt Nam. Đương nhiên một người không thể làm được và cần có sự hỗ trợ, đóng góp ý kiến, và chúng ta sẽ làm việc chung với nhau để tạo nên thành ra là một cái dự án mà tất cả mọi người khi đi ngang đều cảm thấy hãnh diện, đều cảm thấy vui sướng là mình cũng có đóng góp một phần nào đó trong cái dự án đó. Yeah, so good. Yeah. Yes. I can have your hand to raise fund for the project. Yeah. That would be great. Anh Tam vừa mới trình bày là anh rất là lo sợ là không biết cái sự phí tổn là bao nhiêu. Thì nếu mà khi mà họp xong rồi chúng ta biết giá rõ ràng đó, thì bên phía Cali Today sẽ giúp đỡ văn phòng của nghị viên Peter Ortiz để mà làm những cái cuộc gây quỹ cho cái bức tường đó.
mới nghe là tao đã thấy có một cái sự hạnh phúc vô biên, là bởi vì làm một mình nó không có vui mà phải có cái sự hợp tác của hết mọi người. Okay, we start from that is that after the show, I will donate the Vietnamese flag for you, and you put that flag in your office, new office in 18th floor. Yes. Yeah. Okay. And as and when you start that event, start that project, I can ask for a lot of Vietnamese donors. Yes. Vietnamese businessmen to contribute their part. Thank you. But I hope that you have some list of recognition on the wall. That would be good, like the sponsors. Yes, sponsors. Yeah, definitely. Yeah. Maybe in the back of the mural. Yeah. Maybe the mural corner. The corner or the back, something like that. Yes. But the main part of the mural, we will say about, you know, historic things. But you know, we have contribution. We may have a list of recognition right there. Yes. We could have the list of the committee, and then right next to it, the list of the sponsors. Yes. And we'll talk. Talk more about that when you know you decided. I just wanted to highlight that I really could not have done any of this without the leadership of Hanya. She's been a huge support for me. We're hitting the ground running in the District 5 office because of her leadership. And we're going to work together to continue to advocate on behalf of you. Yeah, thank you so much. And you will keep you know, inform you what's going on about this project in next event. Okay, thank you so much for your coming. Cho dịch nhé. Yeah. Dạ. Thưa quý vị, là anh Peter, anh rất là anh ta quý cái đó, là anh luôn luôn nhắc đến những cái sự đóng góp của tất cả mọi người. Đương nhiên là anh cũng có nói rằng là cái dự án mà vẽ tranh trên một cái bức tường trên dọc theo những cái con đường của khu vực 5 đó, thì có cái sự làm việc và cái sự hỗ trợ của anh rất là nhiều để anh ta có thể thực hiện một cái cách mà tự do như vậy và mời được tất cả quý vị đến tham dự. Thì anh Nam cũng có trình bày là anh sẽ tặng cho văn phòng của anh Peter Ortiz một cái Freedom Flag để về để trên trong văn phòng của anh Peter, và đồng thời là sẽ phối hợp để có được cái sự hỗ trợ của tất cả quý vị, và chúng ta cùng chung sức làm một cái điều gì đó đẹp cho cộng đồng. Và đặc biệt là có những cái chi tiết về sau thì chúng tôi sẽ trình bày với lại anh Nam để anh Nam loan tin đến với quý vị. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Thank you for your time. Thank you. And thank you for your good idea. Thank you. It's an honor to be here. I want to wish you all a happy holidays and a Merry Christmas. Yeah, thank you. Dạ, cảm ơn anh. Dạ.